Xin cùng đoàn một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ông bà cổ và quan chức. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, để có được ngày hồng phúc hôm nay, tân linh mục Phêrô đã đón nhận biết bao sự nâng đỡ của quý cha, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn. Giờ đây, để đáp lại mối thỉnh tình của mọi người, tân linh mục cũng muốn ngỏ lời tri ân, cảm tạ. Xin kính mời cha. Kính thưa quý cha, thưa quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ và giáo họ, kính thưa cộng đoàn thân mến. Vậy là thánh lễ tạ ơn của con đã kết thúc, thánh lễ mà mấy chục năm trời qua con thường tưởng tượng, thì giờ đây đã trở thành hiện thực. Trong giây phút ngập tràn hạnh phúc này, cho con được bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ. Trước hết, xin cùng với con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Người ban xuống trên đời con, cho con được làm người, làm tín hữu và được bước đi trên con đường dâng hiến. Và nhất là hôm qua đã ban chức linh mục cho con, dù con ngàn lần bất xứng. Con xin hết lòng tri ân các đấng bản quyền giáo phận Vinh. Đức cha Phaolô đã gọi con vào tiền chủng viện, Đức cha phụ tá Phêrô, người truyền cho con nhiều động lực và cảm hứng trong những năm tháng tu học. Đức cha An Phong đã sinh ra con trong chức linh mục. Con xin chân thành cảm ơn quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, thầy giáo tại tiền chủng viện xã Đoài và đài chủng viện Francisco Xavier, quý cha linh hướng, quý cha giải tội đã yêu thương, đồng hành và hướng dẫn con suốt thời gian qua. Con biết rằng với tâm tính của bản thân con, quý cha đã phải kiên nhẫn và mất nhiều công sức hơn. Trong giờ phút này, con tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Francisco Xavier Võ Thanh Tâm và cha giáo Gioan Nguyễn Hồng Pháp là những người ảnh hưởng sâu nặng trên đời tu của con, đã yêu thương con cách đặc biệt nhưng không kịp chứng kiến ngày này của con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha quản sứ, cha phó giáo xứ quê hương, xã Đoài, vì đã đồng hành với con trong hành trình ơn gọi, đã lo liệu chu đáo để con có được thánh lễ trang trọng này. Con cũng xin tri ân cha quản sứ và giáo xứ Tân Mỹ, một giáo xứ ở cửa danh Quảng Bình, nơi con đã sống năm thử trong tình yêu thương quý mến của cha và mọi người. Cảm ơn cha xứ đã nhận lời giảng lễ cho con hôm nay. Con xin tri ân cha quản sứ, cha phó, cha phụ tá và cộng đoàn giáo xứ Vạn Lộc, nơi con thực tập mục vụ và giúp phó tế, nơi kỷ niệm và ân tình con mãi khắc ghi, nơi con được sống như trong một gia đình thật sự. Đặc biệt, con khắc ghi công ơn của cha chú Phêrô. 17 năm làm linh mục, chú không có nghĩa tử, nên mọi yêu thương và quan tâm dành tròn hết cho con. Nhiều người nói hiền thật sướng vì có chú đưa đi tu từ nhỏ, nhưng thật ra chú đã luôn để cho con được tự giác trưởng thành. Cảm ơn chú vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con. Con xin thành tâm cảm tạ sự hiện diện của quý cha quê hương, quý cha đồng môn, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ đã không quản ngại thời tiết nắng nôi và khoảng cách xa xôi vất vả, đã vì tình thương mà đến hiện diện với con. Trong giờ phút này, tâm trí con hiện lên biết bao nhiêu người, biết bao gương mặt đã đi ngang cuộc đời con, mỗi người một cách, nhưng đã dành cho con rất nhiều tình thương. Con xin khắc ghi và tri ân tất cả và từng người đã nâng đỡ, khích lệ và đồng hành với con trên bước đường theo Chúa. Con cũng thật cảm động khi nhìn thấy sự hiện diện của quý thầy cô trong đạo ngoài đời, quý thân hữu bạn bè gần xa,
các cấp chính quyền và hết thảy mọi người. Sự hiện diện của quý vị là dấu chỉ tình thương của Chúa trên đời con. Cách riêng xin cảm ơn các bạn học từ thời niên thiếu, các bạn C1, K35 và các bạn lớp Anh 16. Điều đặc biệt là trong những lớp này, chỉ có mình con là người Công giáo. Tất cả các bạn lương dân, nhưng sớm biết ước mơ đi tu của con, ai cũng quan tâm, trân trọng, thường xuyên thăm hỏi. Hôm nay nhiều bạn cũng từ phương trời xa xôi về đây tham dự. Con xin cảm ơn cha Linh Hưởng, Lưu Doan, Lưu Ngọc Quỳnh và anh chị em Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, Cộng đoàn Don Bosco là những người đã giúp cho tuổi thanh xuân của con trở nên rực rỡ và nhiều niềm vui, là cái neo níu giữ đức tin cho con khi sống giữa cảnh phố thị phồn hoa. Con xin khắc tạc tình thương mà quê hương Bùi Chu đã dành cho con. Con tự hào được làm người Bùi Chu, được thừa hưởng tính cách, khí chất và nhất là đời sống đức tin của bao thế hệ người Bùi Chu. Giáo họ chúng ta đã chờ 17 năm để được mừng một tân linh mục, cho nên con luôn được mọi người trong giáo họ quan tâm, giúp đỡ, nhất là trong những ngày qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị trong ban tổ chức, hội đồng mục vụ, ca đoàn, lễ sinh, ban ẩm thực, ban âm thanh ánh sáng, ban lễ tân, ban trang trí, ban trật tự và tất cả mọi người đã góp phần cho thánh lễ hôm nay được trang nghiêm sốt sắng. Giờ đây, xin phép cho con được bày tỏ đôi tâm tình với gia đình thân quyến của con. Bố mẹ kính mến, cảm ơn bố mẹ đã sinh con trên đời, đã nuôi nấng con suốt mấy mươi năm qua. Tuy vất vả sương gió, nắng mưa, nhưng vẫn luôn dành tất cả ưu tiên cho con. Ngày đem con vào tiền chủng viện bắt đầu đi tu, bố nói rằng mong ước của bố mẹ là được gánh hết mọi bệnh tật để con được mạnh khỏe đi tu. Ngày sinh nhật gần đây của bố, bố nói rằng ước mơ lớn nhất của bố là sống được đến ngày hiền trở thành tông đồ của Chúa. Nay ước mơ của bố mẹ đã thành hiện thực, nhưng chắc chắn bố mẹ còn phải vất vả hy sinh nhiều hơn khi có một người con làm linh mục. Con chỉ mong bố mẹ được mạnh khỏe, bình an và đầy niềm vui. Bà ngoại kính mến, ông bà nội của cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ. Ngày ông ngoại mất cũng là ngày cháu rời Hà Nội, trở về quê để tìm đường tu trì. Thấm thoát đã 10 năm, bà vẫn kiên trì chờ đợi và nhiều khi lo lắng không biết có sống được đến hôm nay không. Cảm ơn bà vì đã luôn tiếp thêm sức mạnh cho cháu. Các em thân mến, có một người anh cả làm linh mục là một niềm tự hào không gì so sánh được. Nhưng anh đi tu cũng có nghĩa là các em không nhờ cậy được gì nhiều, chỉ có lời cầu nguyện và chỗ dựa tinh thần. Các em lại phải nhiều phen khó nhọc, lo lắng công việc cho anh và thay anh phụng dưỡng bố mẹ. Anh chân thành cảm ơn các em. Con cảm ơn tình thương và mọi người trong thân quyến, bà con nội ngoại đã dành cho con. Con cũng xin thành kính thắp nén hương lòng, cảm tạ ông bà tổ tiên và thân quyến của con đã qua đời. Kính thưa quý cha và cộng đoàn hiện diện, phẩm phục linh mục con đang mang được dệt nên từ biết bao ân tình, không sao kể xiết, không sao báo đền. Con đã dâng và sẽ tiếp tục dâng lên Chúa, xin Chúa trả công bồi hầu cho tất cả. Nguyện Chúa ban cho quý cha, quý vị được mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may lành trong cuộc sống. Xin lượng thứ cho những thiếu sót của con và tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ con trong đời linh mục đang chờ đợi phía trước. Một lần nữa, xin vui nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của con. Giờ đây, con xin kính dâng lên cha chú và cha xứ bó hoa tươi bày tỏ lòng thành của con.
Con cũng xin dâng vòng hoa tượng trưng cho lòng hiếu kính của con đối với bố mẹ và bà ngoại. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay